Mỹ phẩm bạn đang dùng có chứa gì thì biểu hiện làn da sẽ thế đó. Hiện tại tôi thấy thị trường review rất là nhiều những loại mỹ phẩm, hoạt chất này, hoạt chất kia, nhưng chỉ có những người trị liệu mới có thể biết được hoạt chất đó là gì. Bản thân khách hàng là người tiêu dùng và không có những kiến thức chuyên môn thì làm sao có thể nhận được. Bích chia sẻ cho chị em mình cái cách nhận định cực kỳ đơn giản trong cái việc mà chúng ta sử dụng mỹ phẩm nha. Nếu bạn đang bôi một cái loại mỹ phẩm mà làn da chúng ta càng ngày càng đẹp hơn, một cái làn da đẹp đối với người trị liệu á, thì mình nhận định như thế này: làn da đẹp là một làn da khỏe, màu sắc da đồng đều, trắng sáng, lỗ chân lông rõ ràng, không mất nước, không sạm nám. Còn nếu bạn đang bôi một loại mỹ phẩm, ban đầu da rất là đẹp, nhưng sau một thời gian ha, da bị tăng sắc tố, mẫn yếu, lỗ chân lông dường như là mất hoàn toàn, màu sắc da nó không đồng đều, hoặc là nó bị red out mụn, hay là cái nám nó bị tăng sinh rất là nhiều, thì bạn đang sử dụng phải một cái loại mỹ phẩm rất là bẩn, chứa nhiều độc tố, thì chúng ta cần phải cân nhắc khi sử dụng loại mỹ phẩm đó ha. Nhận định mỹ phẩm của chúng ta thì bạn chỉ cần nhìn vào cái biểu hiện của làn da, chúng ta sẽ biết được là mỹ phẩm chúng ta đang dùng có phải là mỹ phẩm sạch hay là không. Hãy like và share video này để nhận được cái buổi tư vấn da miễn phí cùng với Bích nha.